Ở đây mình chọn ID này. Rồi. ID của cái máy C03 này. Dạ. Rồi. Còn ID của cái địa chỉ mà mình sẽ gửi dữ liệu nè. Receiver IP nè. IP của cái máy nhận dữ liệu nè. Rồi cái cổng chung nè, cái bọc nè, cổng kết nối nè. Ok. Rồi. Mình phải cài. Mình cài bên này mình sẽ cài giống. Thì mình cài của IP của máy nhận là đúng là giống như cái này máy nhận. Giống nhau thôi, cài giống nhau thôi. Rồi, cài giống nhau rồi là mình sẽ sử dụng chương trình CVS.net này để nó kết nối hai máy. Rồi sử dụng list này, phần mềm CVS list này để nó hiển thị kết quả. Ủa, giờ tao đi lại đó. Đấy, vậy thôi. Còn hôm nay nó có cái phần mềm manager này nè. Cái manager đó để làm gì? Để ping. Ping nè. Ping cái địa chỉ xem nó có kết nối hay không nè. Ở đây có một cái tín hiệu ping nè. Có nhận được tín hiệu ping nè. Còn giả dụ như một ai đi khác nó không có tín hiệu thì nó sẽ báo lỗi là không có tín hiệu. Ví dụ như mình 192.168.1.1.10 đi. Hết vô. Đó, mình ping thử coi có không. Thì nó sẽ báo lỗi là không có leo no nè, không có phản hồi từ cái tín hiệu ping nè. Thôi. Rồi ok. Về.